sau đây cô sẽ giới thiệu với các con câu chuyện Con quạ thông minh. Con quạ thông minh chính là tên của câu chuyện này. Có một chú quạ khát nước và chú đã bay đi để tìm nước uống. Chú nhìn thấy một chiếc bình ở trong có nước. À, cái bình, chắc trong bình sẽ có nước. Mình phải xuống xem mới được. Chú đã sa xuống để kiểm tra chiếc bình. À, may quá, cái bình có nước rồi. Vậy là trong bình có nước, quạ đã chắc mỏm như vậy. Nhưng việc uống nước trong bình này có dễ dàng không? Quạ đã suy nghĩ là làm thế nào để uống được nước trong bình nhỉ? Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì mỏ của chú quạ này rất là ngắn mà nước ở trong bình thì lại không đầy. Chú thọ quạ đã nghĩ ra một cách. Các con thử xem chú quạ làm gì nào. À, chú đã đi gấp từng viên sỏi, thả vào trong bình nước. Chắc chắn rằng nước ở trong bình sẽ dần dần dâng lên đúng không nào? Các con có thể thấy nước ở trong bình đã dâng lên đến miệng của lọ rồi. Và chú quạ đã dễ dàng uống được nước ở trong bình. Đã quá, thế là mình hết khát rồi. Đó chính là nội dung của câu chuyện chú quạ thông minh. Cái tên chú quạ thông minh cũng đã hết sức phù hợp rồi đúng không nào? Nhưng cô muốn rằng các con hãy đặt được cái tên khác cho câu chuyện này. Bây giờ các con hãy thử suy nghĩ trong vòng 30 giây nhé. Xin mời các con cùng suy nghĩ nào. Tinh tinh, 30 giây đã hết rồi. Các con có nghĩ ra được cái tên nào khác phù hợp với câu chuyện này không? Cô sẽ đưa ra một số đáp án, các con xem có phù hợp không nào?